chào mừng anh chị cô chú đến với kênh Hoa Kiển Nguyên Thông. Là nói đầu tiên về Hoa Kiển Nguyên Thông, xin chúc anh chị cô chú có một ngày mới luôn an lành, vui khỏe và thành công trong mọi công việc. Dạ, hôm nay về Hoa Kiển Nguyên Thông xin tiếp tục giao lưu với anh chị cô chú là những cái phôi mai chú thủy nuôi gò công có giá rẻ. Thì hôm nay mình giao lưu có cây lá nhỏ và cây lá lớn anh chị cô chú. Thì vụ Hoa Kiển Nguyễn Thông có đầy đủ hết luôn ha, nào là nhánh chiết, nào là cây có giá 100k, 130k, 150k, 200k, tùy theo cây anh chị cô chú, có cây 400-500k cũng có luôn ha. Bước vào mã số tiếp theo của clip vừa rồi là mã số 222. 222 là một cây mai chích thủy loại lá lớn, cây dáng cụm rừng anh chị cô chú. Này cụm rừng tinh thân ha. Rồi, tay cành chi chích luôn anh chị cô chú. Lên tới ngọn luôn ha. Hoành thì có hoành lớn anh chị cô chú. Hoành mình đo được là từ đây dòng trên đây được là 53. Còn cái hoành bầu thì được 86 anh chị cô chú. Chiều cao thì mình lấy từ đây ha, từ đây cho đến cái ngọn là 36. Nói chung lâu lâu bây giờ mình đào được một cái cây dáng bay và cụm rừng trên thân cũng rất là đẹp anh chị cô chú. Thì cái cây này có bị lỗi chút đỉnh ha. Thì ở đây lúc trước là một cái cây lên, là sau này nó mọc rễ đây anh chị cô chú. Nó đóng xuống. Thì cái giữa đoạn này có một cái hơi bị lũa anh chị cô chú. Bây giờ nó kéo da liền này ha. Và cái da mới anh chị cô chú. Đó, xanh. Nó thông qua bên kia luôn. Đó, bên đây thì nhìn nó đẹp anh chị cô chú. Nó không có gì ha, nó liền rồi, mặt tiền lấy đây anh chị cô chú. Rồi mã số 222, mình xin giao lưu anh chị cô chú là 380k. Và đặc biệt là bên giữa Hoa Kiển Nguyên Thông có những cái nhánh ra chiếc ha. Đó, rễ đang ra anh chị cô chú. Thì một nhánh có giá là 12k. Anh chị cô chú có thể mình là mua một cái phôi lớn này và mình kèm thêm những cái nhánh chiếc. Ví dụ mình lấy 5 nhánh, 10 nhánh, Nguyễn Thông sẽ đóng thùng bỏ vào thêm ha. Còn anh chị cô chú muốn trồng số lượng nhiều, mua từ 50 nhánh trở lên thì mình bao ship và có giá ưu đãi anh chị cô chú. Anh chị cô chú lấy 10 nhánh thì mình sẽ tặng một nhánh. Lấy số lượng càng nhiều thì mình tặng càng nhiều anh chị cô chú. Tiếp theo là mã số 223. 223 cây tai cành đầy đủ anh chị cô chú. Rồi bộ đế cũng tương đối đều ha. Nói chung là đế thì rễ ra tứ diện luôn. Rồi tai cành. Mã số 223 có vành là 25, chiều cao là 22. Dạ, phôi này giao lưu anh chị cô chú là 280k. Giá này mình đưa ra là bao ship toàn quốc anh chị cô chú. Tiếp theo là mã số 224. 224 cây dáng trực một cốt lên chị cô chú. Mà cái dách rất là lực ha. Đó, dách tre luôn. Luôn là cục cục luôn. Và bên đây cũng vậy anh chị cô chú. Nhìn là rễ ra ha, đều lực cây. Rồi lên tên mới có tay cành anh chị cô chú. Một cốt lên ha. Mã số 224 có vành là 30, chiều cao là 36. Dạ, phôi là giao lưu anh chị cô chú là 280k. Cây này nhìn bộ đế rất là đẹp anh chị cô chú. Dắt chia luôn. Tiếp theo là mã số 225. 225 cái cây bộ đế sổ đều đẹp anh chị cô chú. Rồi mặt tiền lấy đây ha. Rồi trầm một có. Rồi trầm phong mấy hông. Phong anh chị chú. Rồi trầm 3. 4, 5, 6 nuôi tiếp. Mã số 225 có hoành là 29, chiều cao là 22. Dạ, phôi này giao lưu anh chị chú là 300k. Rồi cây hơi lắc anh chị chú. Tiếp theo là mã số 226. 26 cái bộ đế rất là đều đẹp anh chị cô chú.
rất đều ha. Rồi lên tay cành. Rồi cầm 1 có 1, cầm 0, cầm 3, 4, 5, 6, lui tiếp anh chị cô chú. Đế đều đẹp, tay cành đầy đủ. Mã số 226, có vành là 25, chiều cao là 18, giá phôi là giao lưu anh chị cô chú là 300k. Cây này đẹp anh chị cô chú. Tiếp theo là mã số 227. Cây già anh chị cô chú. Rồi tay cành. Đó, cây cầm có thể mình lấy cầm 1 đây anh chị cô chú. Ở cầm phong ở đây ha, cầm 3, 4, 5 luôn tiếp. Cái dáng cũng giống như hai thân anh chị cô chú, nhưng mình chơi dáng bài được ha. Mã số 227 có hoành là 30, chiều cao là 22, giá phôi là giao lưu anh chị cô chú là 280k. Tiếp theo là mã số 228. 228 với cây hai thân anh chị cô chú. Dáng trục quyền ha. Đó. Mình sửa cây lại anh chị cô chú, còn không mình sửa về đây. Cây hoành khủng anh chị cô chú. Nguyên cục thịt nạc luôn ha. Mã số 228 có vành là 33. Mình đo đây 33 chị chú, cụ đo trên đây là bự hơn ha. Đó, mình đo dưới đế đây là lên trên tới 34, 35 có luôn. Chiều cao là 36. Giá phôi này giao lưu anh chị cô chú là 350k, giá rẻ anh chị cô chú. Tiếp theo là mã số 229. 229 cây hơi bay anh chị cô chú, mà tay cành đầy đủ ha. Còn nu thì nu một cục cục không anh chị cô chú, cây rất là già. Đó, cầm 1 đấy đây anh chị cô chú, cành 2, cành 3, 4, 5 đầy đủ luôn ha. Ở ngoài đây mình chờ một cái cành bay ra anh chị cô chú. Đó, lên tới trên luôn. Một cái cây dáng bay mà tay cành bố trí đầy đủ anh chị cô chú. Mã số 229 có vành là 29, chiều cao là 29, giá phôi này giao lưu anh chị cô chú là 330k. Cây già nu cục cục của anh chị cô chú. Tiếp theo là mã số 230. Cái dáng lát anh chị cô chú. Đó, nó hơi gọng xê luôn ha. Và tay cành dưới đây bố trí anh chị cô chú. Thể lấy cầm 1 đây, ở cầm phong, ở cầm 3 ra anh chị cô chú, 4, 5 về tiếp. Mã số 230 có vành là 31, chiều cao là 30. Giá phôi này giao lưu anh chị cô chú là 280k. Tiếp theo là mã số 231. 231 cái cây có vành lớn anh chị cô chú. Về anh chị cô chú cắt giật ha. À, bố trí cái tay cành cho nó đều. Bộ đế cũng tương đối anh chị cô chú. Mã số 231 có vành là 34. Chiều cao 22. Giá phôi là giao lưu anh chị cô chú là 280k. Tiếp theo là mã số 232. 232 cái cây này mình đã nuôi một thời gian anh chị cô chú, cỡ nửa năm có ha. Đó, tay cành giờ có đầy đủ nè, cầm 1, cầm phong mới hông. Rồi cầm 3, 4 lên. Đó, cầm 1 lấy đây anh chị cô chú. Rồi cầm phong lấy đây ha, cầm 3. Bộ đế còn tương đối. Thì cái cây này có một cái lỗi đây anh chị cô chú. Nói chung mà trong đây nó đã quá gỗ hết rồi. Đó, kéo da liền anh chị cô chú. Nè, cái gỗ nè.
cứng ngắc hết rồi ha. Thì mã số 232 có vành là 33, chiều cao là 20. Thì cây này giao lưu anh chị cô chú là 300k. Rồi bây giờ mình bước qua những cây mai chú thủy lá nhỏ anh chị cô chú. Thì cái mã số vừa rồi là 232 cũng là cái cây mai chú thủy lá nhỏ ha. Hồi nãy mình cũng quên nói. Tiếp theo là mã số 233. 233 cây dách lực, dách chia anh chị cô chú, tay cành đầy đủ. Này đang ra mầm anh chị cô chú. Mầm xanh luôn ha. Mã số 233 có vành là 26, chiều cao là 20. Giá cây này giao lưu anh chị cô chú là 280k. Cây tay cành đầy đủ anh chị cô chú. Rồi mặt tiền lấy đây ha, cầm 1, cầm 0, cầm 3, cầm 4, 5, 6, 7, 8 nuôi lên tiếp. Tiếp theo mã số 234, 234 là cây mai chú thủy lá nhỏ anh chị cô chú. Bây giờ tay cành đầy đủ ha. Rồi cầm 1 ở đây. Cầm 3 đây. Cầm phong lúc mầm đây anh chị cô chú. Rồi 4, 5, 6, 7, 8 liên tiếp. Bộ đế tương đối. Mã số 234 có vành là 29, chiều cao 22. Coi là giao lưu anh chị cô chú là 280k. Tiếp theo là mã số 235. 235 cây tại cành đầy đủ anh chị cô chú, đang là mầm sống khỏe ha. Đó. Về chị cô chú nuôi một thời gian nữa là cỡ nửa tháng nữa mình có thể mình vô dây rồi anh chị cô chú. Mã số 235 có vành là 28, chiều cao là 20. Dạ phôi này giao lưu anh chị cô chú là 300k. Thì mã số 235 là mã số cuối clip hôm nay vừa qua kiểu nguyên thông giao lưu với anh chị cô chú. Anh chị cô chú ưng ý mã xe số nào hãy gọi điện vào số 0328671656 cũng là số Zalo Nguyễn Thông. Rồi clip Nguyễn Thông cũng xin chúc anh chị cô chú có một ngày mới luôn an lành vui khỏe và thành công trong mọi công việc.